Ok, hai chồng người trọng người trở về với channel của mình là Trường Rio, và hôm nay chúng ta sẽ có một video review về Yuzo. Đó chính là hôm nay chúng ta sẽ review con Tapio Collection 6. Colossus 6. Ok. Và ngoài ra thì cho bạn xem là mình được bên 84 tặng một cái keychain lên chữ 84 string. Yeah, shout out to 84 string nhé. Yeah, cái đó một bên lề thôi. Nhưng mà ok, chúng ta sẽ nói về con Colossus 6 của Tapio. Thì nếu các bạn nào đã biết thì Tapio là một hãng Yuzo từ Trung Quốc với những sản phẩm giá rẻ và khá là affordable và khá là durable trong tầm giá của nó. Thì Colossus 6 đó chính là dòng thứ 6 của cái dòng Yuzo Colossus. Thì dòng Yuzo Colossus mình thấy là phiên bản vừa là budget nè, vừa high quality và nó vừa gọi là bền. Và cái điểm chung của tất cả cái dòng Colossus là nó đều có cái shape tròn như thế này. Nếu bạn nào đã quen với Colossus thì có thể là những vô mà shape tròn này đó, thì á mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích khi xài sử dụng con Colossus 6 này. Thì khi okay, trước khi tiếp theo tiếp tục với review thì mình cảm ơn bạn Tài, bạn của bạn Huy Huy và Quang á, để cho mình mượn con Colossus 6 này làm review ha. Ok, thì tiếp theo đó chính là mình sẽ cho các bạn xem những cái thông số kỹ thuật nó ở. Ok, thì sau khi mà chúng ta đã coi được cái thông số kỹ thuật ấy, bây giờ chúng ta sẽ nói đến cảm giác chơi. Thì trước tiên là mình xin nói là đây là một con Yuzo khá là thoải mái khi cầm nắm, và mình pro con này cũng một tuần hơn rồi. Theo mình thấy con này là ở mức độ ở giữa, ở mức độ test được và horizontal thì không chắc lắm, nhưng mà speed test thì ở mức độ ok. Nhưng đối với mình thấy là con này nó sẽ phù hợp cho những trip mà bạn slow nè, bạn flow, chủ yếu là flow nhiều á, nó sẽ phù hợp hơn là những trick mà các bạn sẽ đẩy speed hoặc là đẩy horizontal rất là nhiều. Ngoài ra đó thì cái set con này á, nó khiến mình liên tưởng đến những con Yuzo của Tony Point, nhưng mà ở mức độ budget hơn, ở mức độ gọi là thấp hơn xíu, nhưng ở mức độ mà có thể mua được và chấp nhận với cái giá đó ha. Ngoài ra đó thì theo mình thấy á, là con này có một trọng lượng phân bố đều với trên cái thân Yuzo, nó không quá nặng về rim, nó không quá nặng về center, nó tạo một cái gì đó, nó cân bằng về một thứ hơn, và mình rất thích cái cảm giác cân bằng đó ha. Đối với mình á thì con này có một cái hộp bên trong, cái chỗ này không center cái tay mình khi làm được finger spin, nhưng nó vẫn có thể làm được. Nếu bạn nào thích những chiếc DNA á, thì bạn có thể làm được cái này nếu bạn đã luyện tập được cái cơ bản của chiếc DNA đó. Ok, thì đó là điểm mình khá là thích. Ngoài ra thì và cái sơn màu bạc nó cũng rất là đẹp nữa. Dạ, nếu bạn thấy sơn màu bạc rất là đẹp. Có một điều mà đây là chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình ha. Thì lúc lần đầu mình pro con này xuống thì mình sẽ nghĩ là con này sẽ rim heavy, nhưng mà thực sự là nó không có rim heavy đủ đến mức độ mà mình thích. Thì trước đó mình sử dụng một con Yuzo Trident, Yuzo Trident, và cái rim nó rất là nặng, nó tạo một cái sự solid rất là tốt. Nhưng mà sau khi mình mượn con Colossus 6 về mình chơi thì cảm giác solid trên này nó lại không có nhiều như mình mong đợi. Nhưng một thời gian khi mình chơi mình cái sự mong muốn của mình nó hạ xuống, và theo cảm nhận riêng của mình thì ở mức độ ok, chấp nhận được. Con này nếu giả sử mình có thể điều chỉnh mà này lại thì mình muốn giữ lại cái shape, nhưng sẽ tập trung cái rim nó nặng hơn và nó dày hơn cỡ 1-2mm nữa, và dồn cái trọng lượng vào phía rim đó, nó sẽ tạo cái sự solid, là cái sự chắc chắn hơn và khá là fun khi throw đấy. Ok, thì mình nghĩ là đó có video ngắn của chương ngày hôm nay thôi nhé. Thì cảm ơn bạn đã xem video này của mình. Hãy like, share và subscribe channel của mình. Và nếu bạn có ý kiến gì hãy comment phía dưới. Và mình sẽ gặp các bạn trong video sau. Peace.